Chào mừng tất cả các bạn đã đến với lớp vẽ cô Trang nhá. Hôm nay cô Trang sẽ hướng dẫn cho chúng mình vẽ một bức tranh thật là nhiều sắc màu. Vẫn là chủ đề nhiều sắc màu mà cô Trang luôn luôn yêu thích, bởi vì nó rất là phù hợp với trẻ em chúng mình. Trẻ con thì phải nhiều màu sắc và thật là ngây thơ đáng yêu, đúng không nào? Cô Trang sẽ hướng dẫn cho chúng mình vẽ một bức tranh về mặt trăng và mặt trời. Chúng mình sẽ vẽ một hình tròn mà một nửa là mặt trăng, một nửa mặt trời. Và mình sẽ tô màu cũng một nửa là màu nóng và một nửa là màu lạnh. Mà các bạn đoán được là bên nào chúng mình sẽ tô màu nóng, bên nào sẽ tô màu lạnh không? Tất nhiên là phía bên mặt trời chúng mình sẽ tô màu nóng rồi. Và phía bên mặt trăng chúng mình sẽ tô màu lạnh. Hôm nay chúng mình chủ yếu là sẽ học về màu nóng và màu lạnh cùng với cô Trang nhé. Bây giờ cô Trang sẽ hướng dẫn vẽ từng bước. Các bạn chú ý theo dõi cô Trang vẽ và làm theo nhé. Bắt đầu vẽ nào. Tí 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 tí. Chúng mình bắt đầu vào bài vẽ nha. Đầu tiên các bạn hãy chuẩn bị một hình tròn, một cái nắp hơn gì đó hình tròn hoặc là một cái đĩa vừa trong cái tờ giấy của các bạn. Cái này của cô hơi bị bé này. Cái hình tròn của cô hơi bé, để cô tìm không? Sao có hình tròn to hơn? Vì cái bảng của cô to mà. Cái cam này chắc vừa. Vẫn hơi bé. Cam này vẫn hơi bé. Xem có cái gì to hơn không nhỉ? Chờ cô một chút nha, cô phải tìm đồ vật. Đây, cái ghế này. Cái ghế này. Đấy. Nó phải vừa vừa so với cái tờ giấy của mình con ạ. Và mình đặt chính giữa của cái tờ giấy nha. Cô sẽ đặt chính giữa bảng của cô. Các bạn đặt chính giữa tờ giấy của các bạn. Giữ nguyên vị trí để vẽ một hình tròn. Giữ nguyên vị trí. Đấy, thế là mình đã xong một hình tròn rồi. Tròn chưa? Bây giờ sau khi đã có hình tròn thì chúng mình sẽ bắt đầu vẽ khuôn mặt của một nửa là mặt trăng, một nửa là mặt trời nhé. Một nửa là mặt trăng. Có mũi này. Kéo xuống là mặt trăng khuyết này. Thì bên này mình sẽ lấy là mặt trăng và bên này mình sẽ lấy là mặt trời. Từ cái điểm này mình kéo lên một đường thẳng. Từ cái điểm này mình cũng kéo xuống một đường thẳng để chia ra ranh giới. Một nửa này mình sẽ vẽ là mặt trăng, một nửa này mình sẽ vẽ là mặt trời và tô màu cho mặt trời và mặt trăng. Tiếp tục mình sẽ vẽ một đường tròn đều với cái đường tròn này. Vẽ một đường tròn đều. Vẽ một đường tròn đều đến đây. Xong chưa nhỉ? Tiếp tục chúng mình vẽ một đường tròn đều nữa nhưng mà to hơn. Một vòng tròn đều to hơn. Cuối cùng là thêm một vòng tròn nhỏ nữa ở ngoài. Đấy. Chúng mình tiếp tục vẽ các tia nắng mặt trời. Đấy, các cái đường tam giác nhọn lên xuống. Lên xuống. Lên xuống.
lên xuống, lên xuống, lên. Đó. Ở cái viền ngoài này mình sẽ vẽ các hình tròn, hình tròn đều nhau, trang trí các hình tròn đều nhau. Phía bên này mình trang trí cho mặt trời đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ trang trí phía bên mặt trăng nhé. Phía bên mặt trăng. Các bạn chia từ cái điểm giữa, giữa của mặt trăng, vẽ một đường thẳng ngang ra cho cô. Tiếp tục mình vẽ một đường chéo ở phía trên. Một đường chéo ở phía dưới. Được chưa? Chúng mình sẽ vẽ đường cong lượn sóng như thế này ở giữa cho cô. Giữa cái này. Giữa cái này cũng thế, mình vẽ một đường cong lượn sóng. Đó. Chia thêm một đường nữa. Ở dưới này cũng vậy, chia thêm một đường nữa. Mình vẽ các hình trái tim đi. Các hình trái tim ở giữa. Cái đường này thì mình sẽ trang trí gì nhỉ? Trang trí gì ở hai cái bên này? Các bạn thích trang trí gì? Các bạn có thể thay hình trái tim ở đây bằng hình ngôi sao cũng được, hình tròn cũng được, bất cứ hình gì mà các bạn thích. Trang trí theo ý thích của mình hoặc là trang trí giống cô Trang, nếu mà mình không tự sáng tạo được. Ở bên này, ở ô này thì mình sẽ trang trí như này. Trang trí như này đi. Đó. Ở ô này thì mình sẽ trang trí gì? Mình trang trí bất cứ một cái đường gì mà mình thích. Sau khi đã trang trí xong tất cả những phía xung quanh như thế này rồi thì mình sẽ vẽ mắt, miệng cho mặt trời và mặt trăng nhé. Bên này mặt trăng thì mình cho mắt nhắm để đi ngủ này. Mặt trời thì mình cho mắt mở để thức dậy. Hoặc là vẽ bất cứ cái mắt nào mà các bạn thích. Không cần phải vẽ giống cô Trang cũng được nhé. Vẽ mắt nào cũng được. Đây, cô sẽ vẽ một bên mắt nhắm, một bên mắt mở. Một bên là mặt trời để thức giấc, mặt trăng thì đi ngủ. Thì cô vẽ như thế.
thêm mắt, lông mi vào cho nó điện. Lông mi vào. Vẽ cái miệng mỉm cười này. Vẽ má hồng vào. Vẽ má hồng vào cho xinh. Đó. Vậy là cô Trang đã hướng dẫn cho chúng mình xong từng bước vẽ mặt trăng, mặt trời rồi đấy. Chúng mình sẽ tô màu nóng và màu lạnh vào áp dụng vào bài này nhé. Chúng mình sẽ tô màu lạnh phía bên mặt trăng và màu nóng phía bên mặt trời. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi nét đen với cô Trang. Sau đó rồi tô màu nhé. Bây giờ chúng mình đi nét đen cùng với cô Trang nhé. Nét đen chúng mình sẽ sử dụng đầu nhỏ. Cái đầu này to thì mình không dùng đến, dùng cái đầu nhỏ ấy thôi. Cắm vào đằng sau này để cho không bị mất 5 bút. Mình sẽ vẽ cái hình tròn này trước này. Các bạn vẽ các cái nét mà phải nối liền với nhau nhé. Cố gắng vẽ theo cái nét chì chứ đừng vẽ ra bên ngoài. Vẽ cẩn thận. Đi nhẹ bút thôi, vì nếu mà mình ấn đậm thì cái đầu bút nó sẽ nhòe xuống tờ giấy, là nét bút nó sẽ bị to. Mình vẽ chì như thế nào thì mình sẽ đi nét đen theo thứ tự như thế. Cái mắt nhắm. Vẽ mắt với vẽ miệng luôn. Cái vòng ở giữa mình sẽ tô màu đen. Vẽ hình tròn thì mình cứ quay cái tờ giấy theo cái chiều thuận với tay mình cho nó hình tròn nó mềm mượt.
Mình đã đi nét đen xong rồi. Đóng nắp bút lại thật cẩn thận. Và tẩy cái nét bút chì đi nào. Để tẩy cái nét bút chì đi. Đấy, tẩy xong rồi thì chúng mình sẽ gõ cái chỗ tẩy này vào cái giáp. Bây giờ chúng mình sẽ cùng cô Trang tô màu nhé. Chúng mình sẽ tô phía bên mặt trời là màu nóng, phía bên mặt trăng là màu lạnh. Màu nóng là gồm có những màu vàng, cam, hồng, đỏ, nâu. Màu lạnh là gồm có những màu tím, tất cả các màu xanh xanh, bao gồm xanh lá cây, xanh da trời, xanh nước biển, xanh tím than. Tất cả những màu mà mang lại cảm giác lạnh thì là màu lạnh. Chúng mình sẽ tô phía bên màu nóng trước nhé. Lấy màu vàng tô màu nóng trước nào. Màu cô Trang đang sử dụng là màu sáp dầu. Màu sáp dầu tô màu sẽ được bày, sẽ rất nổi bật, đẹp, đậm, đẹp. Còn nếu màu sáp thì màu sẽ nhạt hơn, mà cô Trang thì thích đậm, màu nổi bật. Màu sáp dầu thì nó sẽ có nhiều vụn màu như này. Thì tí các bạn mà có nhiều vụn màu là sẽ phải gõ ra bàn hoặc là thùng rác cho sạch nhé. Đừng dùng cái tay quét màu phẩy như này, nó sẽ bẩn hết bài và bẩn tay. Đây, mình tô xong rồi thì mình cầm tờ giấy gõ màu ra. Chứ đừng dùng tay mình phẩy nhé. Hoặc là dùng cái chổi, một cái chổi cọ lông như cô này, quét đi. Dùng tay mà miết thì nó sẽ bị bẩn những cái chỗ mà mình chưa tô màu. Tí hết ra đây thì tí mình sẽ quét vào thùng rác. Tiếp tục mình sẽ tô vẫn là màu nóng, chỉ màu nóng bắt đầu từ đây trở đi thôi. Màu đỏ tô má đi. Tròng mắt màu nâu.
màu cam, tôi cứ viền vào ngoài. Màu hồng. Đấy, nhiều phụn màu mình sẽ lại quét cho nó sạch đi, đừng dùng tay nhé. Tiếp tục một màu nóng nữa để tô vào cái chỗ ngoài này. Mình sẽ lấy màu cam nhạt đi. Cam nhạt đi.
Ở đây mình dùng cam đậm thì ở đây mình sẽ dùng cam nhạt, bởi vì màu nóng thì nó cũng chỉ có thế, cũng không có quá nhiều màu để mình lựa chọn. Màu hồng nhạt mình sẽ tô cái hình tròn. Màu đỏ, mình sẽ dùng màu đỏ mình tô cái viền này. Thank you.
chúng mình còn chỗ hai chỗ này nữa là tô xong phế bên màu nóng rồi đấy. Màu nóng bên ngoài này mình sẽ chọn màu gì nhỉ? Màu nâu đỏ này đi. Màu nâu đỏ này. Bây giờ mình sẽ tô phía bên màu lạnh. Màu lạnh đầu tiên mà mình sẽ tô sẽ là màu gì nhỉ? Cho một màu sáng nhất đi. Màu xanh nào sáng hơn? Màu xanh này nhé. Xanh lá cây. Cái mặt cô Trang luôn muốn cho cái nó phải sáng sủa một tí, nên là mình sẽ thường dùng những màu sáng, xanh sáng, vàng sáng, hồng sáng, tím sáng, những cái màu sáng nhàn nhạt ấy, thì mặt nó sáng sủa hơn. Người ta hay nói là mặt sáng sủa thì bức tranh mình cũng sẽ vẽ như thế. Má màu xanh này đi. Tiếp tục một màu xanh khác. Tô đối xứng xuống dưới này luôn. Bên này mình sẽ dùng hoàn toàn màu lạnh nên là cứ màu lạnh nhạt tô thôi. Xanh tô hết màu xanh cả tím nữa.
xanh nhạt. Màu tím đi, mình sẽ sử dụng màu tím.
Đã xong. Chúng ta đã hoàn thiện xong bài màu nóng lạnh, mặt trời, mặt trăng rồi. Phía bên này các bạn luôn nhớ đây là màu nóng, phía bên này là màu lạnh. Các bạn đã tô màu xong chưa? Sau khi tô màu chúng mình nhớ cất bút màu, dọn dọn quét dọn những cái chỗ mà vụn màu đi nhé. Ta-da! Cô Trang đã hoàn thành xong bức tranh vẽ mặt trời, mặt trăng, màu nóng, màu lạnh rồi này. Các bạn đã hoàn thành xong chưa? Hãy chụp ảnh và gửi tranh cho cô Trang xem để cô Trang nhận xét nhé. Nếu các bạn thấy bài học hôm nay hay và ý nghĩa thì hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cô Trang nhé. Hẹn gặp các bạn vào những bài học tiếp theo. Bye bye!